rồi, tiếp tục em gọi. Chào ông ngoại, hẹn bữa ông ngoại hẹn tuần sau mà dọn mấy cái ba ngày tới rồi. Vì mến thương con cháu mà lần này ông ngoại còn trong lực đến gặp các cháu là nhớ nhớ quá. Bây giờ còn gì hết nữa. Bây giờ nhớ phải đi về tao. Đúng chưa, tới ngày mà phải đi. Rồi giờ ông ngoại nghĩ sao? Bữa giờ cho bốn con rồi ra đâu hết, hồn xe trường xe hết, ngoại giờ nghĩ sao? Bây giờ lần này cuối cùng ông ngoại mong muốn các cháu quấn con chó đem sâu. Là cuối cùng con chó chưa xin số mà cho luôn hả? Nem đi xấu hả? Nem xấu Đài Gia Lai đúng không? Chiều nay không biết đài nào mà nem xấu. Dạ, chiều nay là nem xấu. Nếu mà không ra nữa thì sao? Không ra nữa tao chắc là từ đây là ông ngoại mình mua các cái bò rầu. Nghĩ luôn, dẹp nghĩ, đập đố luôn. Đập đố nha, nghĩ. Đập đố, cứ nghĩ. Không bao giờ số ma nữa.